chào mừng các bạn đã đến với bản tin đầu tiên của truyền thông trong ngày phỏng vấn đầu tiên AmTTR. Như các bạn đã thấy, hôm nay là một ngày trời khá là đẹp, ủng hộ cho cuộc phỏng vấn của chúng ta có thể là thuận lợi. Nhưng mà có lẽ do ngày đầu tiên nên các em 55 và các anh chị các bạn còn có hơi rụt rè, nên buổi phỏng vấn đầu tiên của chúng ta vào sáng nay mới chỉ có 2 người. Và sau đây tôi sẽ xin mời các bạn gặp một thí sinh đến phỏng vấn đầu tiên, đó là em Nguyễn Minh Ngọc. Chào em. Chị có thể hỏi em một vài câu được không? Cảm giác của em khi là người đầu tiên được phỏng vấn thì được là người đầu tiên em rất là vinh dự ạ. Em chắc là người tiên phong ạ. Sau em mong là sau em sẽ có nhiều người phỏng vấn TTR nữa. Và cái thứ hai là em cũng vừa sợ vừa run ạ. Tại sao em lại phải chuẩn bị, tại sao em sợ? Dạ đi về phỏng vấn. Người phỏng vấn của em đó là chị Nguyễn Ngọc Lan và chị Nguyễn Thị Kim Huế. Hai chị rất là xinh ạ. Hiền ạ, nên là em hơi sợ ạ. Thì có thể đính chính lại là hai chị rất là hiền và xinh đẹp. Rồi, cảm ơn em. Hy vọng là em có thể chị có thể gặp em ở trong các vòng phỏng vấn tiếp theo. Vâng, các bạn có thể thấy người đầu tiên phỏng vấn của chúng ta thì cũng bình thường thôi, nên là hy vọng rằng trong 2 ngày tiếp theo chúng ta có thể gặp được những gương mặt xinh xắn và đáng yêu hơn nữa. Chào mừng các bạn đến với AmTTR version 4.